Quảng Ninh thông báo tạm dừng đón khách du lịch trong 14 ngày từ ngày 12 tháng 3 để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Chiều ngày 11 tháng 3, tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc dừng tiếp đón khách du lịch đến tham quan sau khi xuất hiện 4 du khách nước ngoài dương tính với COVID-19 tại thành phố Hạ Long. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Quảng Ninh yêu cầu dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu du lịch Cô Tô. Thời gian dừng hoạt động đón tiếp từ 12 giờ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 26 tháng 3. Đồng thời, không cấp phép lưu trú trên Vịnh Hạ Long từ ngày 12 tháng 3. Các phương tiện, du khách đang thực hiện hành trình tại các khu, điểm du lịch nêu trên, trước thời điểm tạm dừng được tiếp tục thực hiện nhưng đề nghị sớm kết thúc hành trình. Trong chiều cùng ngày, thành phố Hạ Long tiếp tục ra văn bản hỏa tốc gửi tới các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường về việc tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người trên địa bàn để phòng tránh lây lan dịch COVID-19. Thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh quán karaoke, vũ trường, quán bar, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng tạm dừng hoạt động kinh doanh đón khách từ 20 giờ tối cùng ngày. Các nhà hàng, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn hạn chế đón, phục vụ các đoàn khách đông người sử dụng dịch vụ tại các cơ sở. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời dừng đón khách đến tham quan kể từ 8 giờ ngày 12 tháng 3. Thành phố Hạ Long yêu cầu lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai các nội dung. Nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Hãy luôn theo dõi các bản tin của Lương Gia để cập nhật tình hình du lịch trong và ngoài nước một cách nhanh nhất và chính xác nhất.